Hello xin chào mọi người, quay trở lại với kênh Di Động Chơi Mobile. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 2024. Thì hôm nay thì em lại về được thêm một số mẫu sản phẩm nữa mang lên giới thiệu đến mọi người, để mọi người có thể chọn mua. Muốn liên hệ cho em qua hai số bên trên bảng gỗ, và địa chỉ bên em là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có hỗ trợ ship toàn quốc cho mọi người ở xa, hình thức là COD, được kiểm tra nhận hàng, thanh toán tại nhà. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn cho mọi người tham khảo những chiếc máy có trong video của ngày hôm nay. Đầu tiên thì hôm nay bên em về được một chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB, bản chính hãng, mua tại Thế Giới Di Động, 256GB mọi người nhé. Máy con này thì hình thức là màu đen, titan màu đen đấy. Máy thì con này, đây em lau đi bởi vì là cầm nắm vào thì nó sẽ dính mồ hôi. Máy thì con này thì đẹp zin keng hết mọi người nhé. Đấy, 15 Pro Max titan màu đen. 15 Pro Max trở lên thì bây giờ trang bị series 15 trang bị là cổng sạc Type-C rồi mọi người nhé. Mặt lưng sau thì vẫn là trang bị mặt lưng kính này, phủ nhám, chống chầy, chống bám vân tay các kiểu luôn. Ba mắt camera sau, đèn flash các thứ đầy đủ luôn. Viền là viền titanium. Đi vào trong một chút, con này thì máy khách dán cự lực lúc nào cũng dán hết rồi, nên là kính kiếc bao đẹp cho mọi người nhé. 15 Pro Max VNA. Con này thì dùng được khoảng 3 tháng. Chính xác là dùng được khoảng 3 tháng, mà khách thì dùng rất ít nhé. Mọi người nhìn này, số chu kỳ sạc có 66 lần thôi. Đấy, sạc có 66 lần thôi. Khách thì toàn kiểu dùng xong rồi lại mang đi tiệm cầm đồ gửi thôi cho mới mọi người nhé. 15 Pro Max bản 256GB VNA. Con này thì máy đẹp trên keng, hiện tại bên đang bán với giá là 27 triệu mọi người nhé. 27 triệu thôi. Còn bảo hành 9 tháng nữa, bảo hành chính hãng 9 tháng nữa. Và máy đi kèm thì là có hộp và cáp sạc mọi người nhé. Đó. Đấy. Đó, 15 Pro Max, đó, titanium, black titanium 256GB. Chiếc này thì em sẽ bán 27 triệu mọi người nhá. Bảo hành còn 9 tháng bảo hành nữa, bao gồm tặng cho mọi người dán cường lực này. Rồi là tặng cho mọi người sạc cáp đi kèm. Nó có dây rồi thì tặng củ nữa là xong. Ai quan tâm đến chiếc 15 Pro Max, mọi người alo ngay cho em nhá. Ưu tiên bán gần. Rồi sang chiếc tiếp theo, đó là một chiếc iPhone XR. XR máy màu trắng, hình thức đẹp zin keng hết mọi người nhá. Chiếc này thì là bản 64GB. Con này bản 64GB này. Đó, bản VNA luôn, chính hãng VNA Việt Nam mọi người nhé, mã Việt Nam. XR thì cũng được trang bị là một eSIM và một SIM vật lý, tổng cộng là 2 SIM. Con này của em thì pin hiện tại là còn 93%. Máy thì bao cho mọi người là nguyên zin hết này. Chu tâm chi tiết là đầy đủ hết mọi người nhá. Face ID đầy đủ, rất là nhạy luôn. Loa kép này, cam quýt, cam sau ok hết này. Đó, iPhone XR máy màu trắng, hình thức bên ngoài đẹp zin keng hết luôn. Đó. Chiếc này thì em sẽ bán là 4,2 triệu nhé, bao gồm tặng cường lực và tặng sạc cáp đầy đủ đi kèm, bảo hành 3 tháng, lớp 1 đến 1 cho tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình. XR trước như này còn rất là hiếm mọi người nhá. Ai quan tâm đến chiếc XR máy màu trắng bản VNA như này, mọi người alo trực tiếp cho em hai số bên trên bảng gỗ này mọi người nhá. Sang một chiếc tiếp theo. Là một chiếc Samsung A54 5G, máy màu đen, hình thức đẹp zin keng. Chiếc này thì cũng là mua tại Thế Giới Động luôn, check trên web Thế Giới Động đang có luôn mọi người nhá. Đây, máy thì viền ni lông full kín hết này. Đó, viền ni lông kín hết, máy gần như là siêu mới luôn nhá. Chưa một vết xước. Lưng là lưng kính nhá. Ba mắt camera sau, đèn flash các thứ đầy đủ, cổng sạc Type-C, loa kép, màn hình bao đẹp không ám ố này. Màn hình tần số quét là 120Hz mọi người nhá. Đây em copy cái số email này để check cho mọi người coi này. Thì em check trực tiếp trên trang bảo hành của Thế Giới Động cho mọi người coi luôn nhé. Đây, A54 này, mọi người nhìn thấy nó ra luôn là A54 5G bản RAM 8 cộng 256GB màu đen này. Đó, thời gian bắt đầu bảo hành là mùng 2 tháng 8 2023, tới là mùng 1 tháng 8 2024. Thì hiện tại là bây giờ mình tháng 3 của 2024 thì còn khoảng 5 tháng bảo hành mọi người nhá. Đó, còn khoảng 5 tháng bảo hành chính hãng. Ok chưa? A54 5G bản 256GB màu đen. Đây, 256GB đây. Đó, A54 5G máy zin keng luôn. Cam quýt ok. Chiếc này thì em sẽ bán là 5 triệu 700 nghìn đồng mọi người nhá. 5 triệu 700.000 đồng, bao gồm tặng cho người ốp lưng, giá màn hình và tặng sạc cáp đầy đủ. Ai quan tâm chiếc này người alo ngay cho em nhé. Bảo hành chính hãng còn 5 tháng bảo hành chính hãng nữa. Đó, bao gồm tặng ốp lưng, giá màn hình, tặng sạc cáp full phụ kiện luôn. 5,7 triệu. Tiếp tục sang một chiếc nữa là một chiếc iPhone 8 Plus, máy màu trắng. Đó, máy thì
thì em đánh giá hình thức bên ngoài còn là khoảng 97-98%. Đấy, máy thì hầu như là không bị cấn móp gì đâu. Có những vết xước phẩy phẩy nhẹ nhẹ thì là có. Có đâu là màn hình zin đẹp mọi người nhá. Đấy, 8 Plus này, bản 64GB quốc tế. Con này pin thì em mới thay rồi, pin 100% mọi người nhá. Vân tay vân chân thì ok hết luôn. Đó, vân tay vân chân ok hết cho mọi người luôn nhá. Cam quýt này. Cam trước cam sau ok hết chưa? 8 Plus mọi người nhá. Máy quốc tế 64GB, hình thức bên ngoài thì có phải nhẹ một chút thôi. Đấy, còn đâu là ok hết, men zin màn zin. Chiếc này thì em sẽ bán là 3 triệu tròn, bao gồm là sạc cáp, ốp lưng, giá màn hình là đầy đủ hết, bảo hành 3 tháng cho mọi người yên tâm sử dụng nhá. Hôm nay có nhiều máy thì em giới thiệu nhanh một chút, mọi người có tâm sản phẩm nào người cứ alo trực tiếp cho em nhá. Sang một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc A52S5G, máy màu xanh, xanh cốm đấy. Con này thì hiện tại thì máy gần như là đẹp zin keng rồi, A52S5G. Con này có 5G và chạy chip Snap mọi người nhá. Pin là 4500 này. Cấu hình RAM 8/128GB này, loa kép này, vân tay trên màn hình nhận diện khuôn mặt đầy đủ, màn bao đẹp không ám mố mọi người nhá. Đó. Cam quýt nét căng luôn. Có loa kép rồi cổng sạc Type-C jack 3.5 đầy đủ hết này, máy đẹp zin keng. A52S5G con này em sẽ bán là 3.8 bớt 50 còn 3.750, bao gồm cho mọi người là sạc cáp, ốp lưng, giá màn hình, nói chung là đầy đủ hết, mọi người về chỉ việc dùng thôi mọi người nhá. Sang một chiếc tiếp theo là một iPhone X Max. Chiếc iPhone X Max này hình thức bên ngoài thì em thấy vỏ thì nó có chảy trụ nhẹ một chút thôi. Còn đâu là con này thì màn đã là màn thay rồi và cũng như là thay pin rồi mọi người nhá. Màn thay và pin thay. Còn đâu là mọi chức năng khác thì ok. Đấy, cam quýt nét căng, Face ID đầy đủ hết mọi người nhá. Chiếc này thì em sẽ bán là 4 triệu này. Đó, 4 triệu mọi người nhá. X Max thay màn rồi là thay pin rồi. Đó, 4 triệu bảo hành 3 tháng, có tặng ốp lưng, giá màn hình full phụ kiện. Sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung M52 5G, máy màu đen. Hình thức con này em đánh giá được cũng khoảng 99 nhá. Máy rất đẹp luôn. Cổng sạc Type-C này, 3 mắt camera đèn flash đầy đủ này, vân tay vân chân một chạm kết hợp nguồn mọi người nhá. Màn con này tấm nền làm tấm màn OLED nên là hiển thị cực kỳ đẹp luôn, bao cho mọi người quá đẹp mọi người nhá. Màn M52 5G, pin là 5000, cấu hình này. RAM 8/128GB. Đó. Chiếc này hai SIM hai sóng, pin bổng cũng khá là trâu luôn đấy. Đó, M52 5G chiếc này thì em sẽ bán là 3.8 triệu nhé, bên 50 còn 3.750, bảo hành 3 tháng, có tặng cho một người giá màn hình sạc cáp đầy đủ nhé. Tiếp theo là LG V50 ThinQ, màn hình 2K này, cấu hình là RAM 6 mọi người nhé, RAM 6 bộ nhớ là 128GB, máy sách tay chính hãng Hàn Quốc mọi người nhé, đẹp zin keng xà beng luôn. Đó, V50 ThinQ này, 3 mắt camera đèn flash đầy đủ, vân tay vân chân đầy đủ, cổng sạc tay sạc nhanh chắc 3.5 đầy đủ này. Máy đẹp zin keng 100% mọi người nhá. Đó. Màn 2K chip Snap 855, RAM 6 128GB. Đó, cam quýt nét căng này. Đấy, ok chưa? Loa kép. Chiếc này thì em bao cho người nguyên zin đẹp keng xà beng luôn. Em bán là 2.500.000 đồng thôi. 2.500.000 đồng mọi người nhá. Và thêm một chiếc nữa, máy cũng zin đẹp hết này, nhưng mà thêm màn hình phụ. Màn hình phụ con này thì còn rất là mới luôn mọi người nhá. Đó, màn hình phụ thì ai mà yêu thích trải nghiệm này hoặc là muốn xem phim thì mua cái màn này về. Đây mọi người này, cũng cài đặt các thứ này. Đấy, ok chưa? Xem YouTube các thứ ok luôn nhá. Màn con này thì cũng là màn rất là đẹp luôn này, màn OLED mọi người nhá. Đó, hiện tại là em bán máy và màn hình phụ là 3 triệu mọi người nhá. Đó, bộ này thì em sẽ bán là 3 triệu. Ok chưa? Đấy, đang để ánh sáng nó hơi tối. Đó, V50 mọi người nhá. Em bán cả bộ này là 3 triệu, máy đẹp keng và màn hình phụ em bán là 3 triệu, bao gồm tặng cho mọi người sạc cáp này. Đầy đủ luôn, bảo hành trong vòng là 3 tháng. Lớp 1 đến 4 tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình nhá. Rồi sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A51, máy màu xanh, hình thức bên ngoài có khoảng được khoảng 98%, cổng sạc Type-C này, jack tay 3.5, 4 mắt camera sau đến flash đầy đủ, màn thì bao đẹp không ngắm ố này, và cũng như là đã dán cường lực hết rồi mọi người nhé, khách dùng rất giữ gìn luôn. A51 2 SIM 2 sóng, con này pin là 4000. Con này rất hay nhé, bản RAM 8/128 nó có hai bản, bản RAM 6 này bản RAM 8/128 luôn. Đó, A51 RAM 8/128 em bán 2.5 triệu mọi người nhé, bao gồm cho mọi người là ốp lưng, giá màn và tặng sạc cáp luôn. Máy màu xanh khá đẹp luôn, khách dùng rất giữ gìn mọi người nhé. Sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Xiaomi Note 11 này, máy màu đen, hình thức thì gần như là đẹp được khoảng 99 rồi, máy rất đẹp mọi người nhé. Cổng sạc Type-C, sạc Type 3.5 đầy đủ hết này.
Redmi Note 11 này. À, con này thì RAM 4GB cộng 2, bộ nhớ 128GB này, pin 5000 này, chip Snap 680 này, loa kép, loa kiếc các thứ đầy đủ hết luôn này. Đấy, cam quýt ok. À, vân tay vân chân một chạm mọi người nhá. Bộ mắc camera sau Redmi Note 11 con này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 2 triệu mốt mọi người nhé, 2 triệu mốt này, bao gồm tặng cho mọi người là cường lực này và tặng sạc cáp đầy đủ mọi người nhé, 2 triệu mốt thôi. Tiếp theo sang một chiếc Redmi Note 11T Pro có 5G, trang bị là hai camera chính, một camera phụ và một đèn flash này. Con này thì chạy cũng loa kép đấy, hình thức bên ngoài thì em đánh giá thì cũng khoảng được khoảng 98%. Kính màn hình thì có vài cái vết chảy nhẹ mọi người nhé. Cấu hình là RAM 6 cộng 2GB này, RAM 6 cộng 2 này, bộ nhớ là 128GB. Đó, Redmi Note 11T Pro. Con này thì cam quýt thì khỏi phải nghĩ luôn. Rất đẹp luôn mọi người nhé. Màn hình tần số quét là 120Hz thì phải. Vân tay vân chân kết hợp nước nguồn, cổng sạc Type-C, 2 SIM 2 sóng, jack tai 3.5 đầy đủ hết mọi người nhé. Chiếc này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 2.800.000 đồng này, 2.800.000 đồng Redmi Note 11T Pro 5G. Rồi sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A23 bản chính hãng 2 SIM. Con này cấu hình là RAM 6, bộ nhớ là 128GB, 6128 mọi người nhá. 2 SIM 2 sóng này. Đó, pin 5000, vân tay vân chân trên màn hình, nhận diện khuôn mặt các thứ đầy đủ luôn. Đấy, cổng sạc Type-C jack 3.5, máy đẹp zin keng hết mọi người nhá. Đó, 2 SIM 2 sóng A31 em bán là 2.3 triệu thôi. Bao gồm là sạc cáp cường lực đi kèm hết mọi người nhá, bảo hành 3 tháng. Tiếp theo là một chiếc LG G8 ThinQ, máy đẹp zin keng, máy màu xanh đẹp zin keng hết mọi người nhé. 3 mắt camera, vân tay vân chân đầy đủ này. Con này thì bản hàng hỗ trợ là một SIM thôi. Màn con này thì màn OLED 2K thì phải. Đó. Bộ nhớ này 128GB để em xem giá mấy nhé. RAM 6 128GB. Đó, G8 ThinQ này, hỗ trợ là một SIM. Màn công nghệ OLED, ôi con này cam quýt rất đẹp luôn mọi người nhá. Đó, LG G8 này. Đó, cổng sạc Type-C jack 3.5 đầy đủ hết này. Máy rất đẹp luôn, máy bao nguyên zin áp suất đầy đủ hết mọi người nhá. G8 con này thì chắc là em sẽ bán cho người với giá là 2 triệu mốt thôi. 2 triệu mốt mọi người nhá. Sạc cáp đầy đủ luôn. Rồi sang một chiếc tiếp theo. Aziz này, RAM 8 128GB này, 2 SIM 2 sóng, máy màu xanh khá đẹp luôn, vân tay vân chân đầy đủ này. Bộ mắc camera sau này, lưng sau lưng kính phủ nhám mọi người nhá. Đó, cổng sạc Type-C đầy đủ hết. Chiếc này thì em bán được giá là 1 triệu 9 thôi, 1 triệu 9 Aziz Pro mọi người nhá. Và đặc biệt là hai siêu phẩm S7S mọi người nhá. Em có hai con S7S. Cái lô này là lô bên Hàn về. Đây, em có hai chiếc này. Một cái chiếc đầu tiên này thì là màn ba đẹp không ám ố này, và cũng như là máy bản Hàn một SIM mọi người nhá, máy màu gold, màn hình bao đẹp, màn hình cong đấy, màn hình còn gần như là S7S, gần như là máy đời đầu đấy. Đấy, máy đẹp zin keng luôn mọi người nhá. Đấy, ai mà mua sưu tầm con này thì cực kỳ hợp lý này. Đẹp zin keng luôn, cổng sạc micro sạc nhanh, jack tai 3.5 đầy đủ luôn. Lưng mặt sau mặt trước đều là kính này, vân tay nút nguồn này không bị chảy chuộng, vân tay luôn thế mới tài chứ. Kính màn hình cũng siêu đẹp luôn. Ok chưa? Để em xem nào. Áp suất còn mới ghê luôn. Đây mọi người nhá. 1008.18.19 này, em bóc thử nhá. Đấy, lên ba mấy luôn, áp suất đầy đủ luôn, S7S này. Máy xách tay chính hãng trực tiếp Hàn Quốc này. Camera của dòng này em thật vẫn còn rất là mê mẩn luôn. Đây mọi người nhìn cam đẹp chưa? Cái dòng S7S này nói chung là nó làm lên tên tuổi của cái dòng Samsung màn cong mọi người nhá. Chiếc này thì em sẽ bán cho người với giá là 1.900.000 đồng, 1.900.000 nhá. Chiếc này máy bao đẹp keng không ám ố này, 1.900.000 máy màu gold. À nó là bản 64GB nữa mọi người nhá. Nó có hai bản đấy, một bản RAM 432, nhưng con này là bản 64GB luôn. Đây. Ok chưa? Bản 64GB mọi người nhá. Chiếc này em sẽ bán là 1.900.000, máy đẹp zin keng, màn đẹp không ám ố này. Chiếc này của em thì cũng đẹp mọi người nhá, cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà màn hình nó lại bị ám này, lưu ảnh này. Đó, chiếc này thì bán cho mọi người 1 triệu thôi, mua về mọi người chơi. RAM 432GB. Đó, S7S bản Hàn mọi người nhá. Máy thì đều khách tay trực tiếp từ bên Hàn về, máy đều zin đẹp hết này. Ok chưa? Chiếc này 1 triệu, còn chiếc đẹp keng này 1 triệu 9. Mọi người không mua thì em để tủ em trưng bày thôi. Đó, một kỷ niệm. Tiếp theo là một con Tab này, Tab A6 T285. Con này bản RAM 8 này.
bộ nhớ là 8GB, nhầm, bộ nhớ là 8GB. Còn đây để em xem là con này là chạy RAM mấy mọi người nhá. Đâu nhỉ, bình thường là sẽ kiểm tra được cái RAM của nó. Nhưng mà em không nhầm con này thì à đây, bộ nhớ RAM này. Con này RAM 2GB mọi người nhá, RAM 2GB. Bộ nhớ 8GB. À, con này thì màn hình khá to, chụp ảnh rồi cũng như là nghe gọi ok. Đấy, cam trước cam sau ok, nghe gọi chụp ảnh này như một chiếc điện thoại luôn. Máy to, mua về cho các cháu xem phim hoặc là ông bà dùng đọc báo cũng rất là to mọi người nhá. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ 2GB, TAP A2016 hoặc là TAP A6. Đó, chiếc này thì máy siêu mới luôn mọi người nhá. À, em sẽ bán cho mọi người với giá là 1 triệu bao gồm sạc cáp và một cái bao da. Thôi bớt 50 lấy lọc đi, bớt 50 còn 950 mọi người nhá. Tiếp tục sang một con V-Smart Line. Đấy, con này khá mới mọi người nhá, máy màu xanh, em sẽ bán là 1 triệu 3. Đó, V-Smart Line 1 triệu 3 mọi người nhá. Màn hình AMOLED này, con này màn đắt hơn cả máy luôn. Vân tay vươn lên trên màn hình luôn mọi người nhá, cổng sạc tay sinh ra 3.5 đầy đủ luôn, màn 3D không ám ố. Và cuối cùng là một chiếc Samsung J6 2018, J600. Hai SIM 26 mọi người nhá, màn AMOLED con này màn zin luôn. Cấu hình RAM 3 32GB, có vân tay này. À, cam trước cam sau đầy đủ này, màn 3D không ám ố mọi người nhá. À, J6 2018, chiếc này thì vỏ nó hơi xấu tí thôi, em tặng sạc cáp đầy đủ luôn và con này em bán 900.000 mọi người nhá. J6 900.000. Ok, vừa rồi là những chiếc máy mà có trong video ngày hôm nay. Mọi người tham khảo ưng ý sản phẩm nào mọi người cứ alo trực tiếp cho em qua hai số bên trên bảng gỗ và đừng quên là bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh và cũng như là bấm chuông để được theo dõi video nhất hàng ngày của bên em. Cảm ơn và xin chào mọi người ở video tiếp theo nha.